ঠিক আছে তাহলে তুই যেন তাহলে মেন মেন পার্টি বট মেন কোন বানাম সে তো লাম হবি ওকে থম দেন তো সে দেন তো তুই কি দেন হবে তা না সব কোক হে বল বা গাই তা সব তা সে সব তো মানে তা ফর্ম অফ কোন বা লা ফর্ম ফর্ম দা জেন ফর কম তে ফুচি কে না নন ইংলিশ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট লিংক টু কমেডি দ্যাট ইজ স্পিকস এস টি তে বানাম নাম দা ফর্ম দা বা তুমি তা কো বা না বা গাই তা জানতে কি না দা পাতা তো তো ফিল ফিল thì sau cuộc hẹn với bác gái bọn em nắm được là cái cuộc của bác học thanh thanh hòa rất là nhiệt nhiệt huyết và bé rất là năng động chủ động cho mọi tình huống trong cuộc sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa bé chưa từng va chạm với bất cứ cái môi trường tương lai quốc tế nào cả, thì hiện trạng là nếu mà những cái bé có tính chủ động và tính cách tự gọi là năng nổ có năng khiếu về học ngôn là kỹ năng nói những tiếng Việt của mình rất là hoạt bát và hoạt ngôn, thì đây là một cái thế mạnh để đẩy mạnh cái phần kỹ năng nói của tiếng Anh. Tại vì đối với những cái bé mà bị động và nhát hoặc là thì rất khó để đẩy những cái kỹ năng nói và phản xạ cho tiếng Anh trong bước đầu tiên. Thì đối với những cái bé nhát thì bên công ty là bên em phải đầu tư về cái phần mà cho các bé vào cái lớp học với cái giáo viên mà có thể phục các bé dạy cái tính cách mà bị động của các bé và phải huấn luyện các bé hoặc bác hơn, năng nổ hơn, nhiệt huyết hơn cho các bé tham gia các hoạt động của lớp học. Còn đối với bé Thanh Hà của mình thì tính cách năng động và không sợ sệt và rất là tự tin vào bản thân có sẵn rồi, thì bên công ty sẽ khai thác cái tính cách đó và chuyển hóa vào cái phần mà kỹ năng nói trong tiếng Anh. Tại vì trong cái quy trình học tiếng Anh của bên công ty ASC của bên em thì là cái phần mà đấy mạnh đầu tiên là kỹ năng nói và kỹ năng phản xạ cho tiếng Anh. Khi mà bé nói được thì bé sẽ đọc chữ được, và khi bé đọc chữ được có nghĩa là nói được, nghe được, viết được, thì đây là cái quy trình tự nhiên khi mà mình học tiếng Anh, chứ không phải là đi ngược lại so với thị trường. Đối với toàn bộ thị trường hiện nay là mượn phát trước hoặc viết trước rồi sau đó mới học nói sau, đó là đi ngược toàn bộ cái quy trình, và làm như thế thì các bé sẽ bị khựng lại khi nói. Khi mỗi lần người nước ngoài nói thì các bé cũng nói cái này như thế này cho tiếng Anh, hoặc là khi người nước ngoài hỏi một cái là các bé phải vài giây sau mới bộc được ra cái câu mà trả lời, thì đó là do cái học bị động toàn của thị trường hiện tại. Còn đối với bên văn phòng đại diện của chúng ta là bên ESD, thì bên chúng ta sẽ dạy từ cái phần mà khai thác cái kỹ năng nói và kỹ năng phản xạ đầu tiên. Khi bé nói được, bé nhìn hình, bé nói được, bé nghe người ta hỏi, bé nói được, và cái câu nói của bé được gọi là tự nhiên ráp chữ trong tiếng Anh, chứ không phải là học cái này. Bây giờ tôi muốn nói về hiện tại là tôi phải dùng những cái công thức này, tôi muốn nói về quá khứ tôi phải dùng những công thức này, tôi muốn nói về tương lai tôi phải dùng những công thức này, công thức này, thì trong tiếng Anh không phải là như toán học, như toán lý hóa mà mình sử dụng công thức như thế. Tại vì bây giờ mọi người đang theo là rập khuôn là công thức như thế nào ra như thế đó. Đó là lý do tại sao mà sau 12 năm trời học ở phổ thông và cả 3-4 năm trời học ở đại học và ra không có được tiếng Anh, mặc dù cầm bằng rất là cao và vẫn thất nghiệp như thường, thì để tồn tại trên thị trường là bên công ty phát triển kỹ năng nữa của bên em, thì là hiện trạng là bên em đang đầu tư về phần khơi vực cái kỹ năng đó và phản xạ đầu tiên cho các bé. Và bây giờ mình học theo cái khung chương trình nào và từng bước của mình đi như thế nào và chi phí mình đi như thế nào, thì bên em xin phép là đi rõ hơn qua cái video thu âm này ở đây. Đây là cái phần mềm thu âm và cũng là cái phần mềm mà bên em sử dụng để dẫn dắt online cho các bé ở tỉnh từ Bắc vào Nam, và cũng là cái phần mềm mà từ đây về sau bé Thanh Hà của mình sẽ tập dừng là vừa học online và vừa học trực tiếp, để bé không có bị khủng về cái phần mà học tiếng Anh là giải đề hoặc là dịch tiếng Anh theo công nghệ thông tin là bằng máy tính hoặc là theo bằng giấy. Thì bên em sẽ tổ cho bé Thanh Hà hai con đường, là trong lúc mình học mình sẽ tập hai con đường để cho bé quen với công nghệ thông tin và tập cho bé quen với cái việc truyền thống học trên giấy. Thì hiện trạng đây được gọi là phần mềm Zoom, và bên em đang sử dụng share screen chia sẻ cái màn hình để cho quý vị mình nắm bắt được. Thì hiện tại trạng ở đây là khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của cộng đồng châu Âu với các kỳ thi quốc tế. Anh bé Thanh Hà của mình đang học và sắp sửa học, có nghĩa là Cambridge trong tiếng Anh. Thì đây là khung đánh giá chuẩn của cộng đồng châu Âu và các trường quốc tế của Việt Nam, trường quốc tế tiểu học 2, cấp 3 tại Việt Nam đang áp dụng khung Cambridge
chuẩn của châu Âu thì anh sẽ phản xạ trong trường học. Nhưng mà có một cái phổ thông thì người ta chỉ chuyên về phổ thông, chứ mà để đẩy những cái môn bằng tiếng Anh và được tiếp nhận toàn cầu toàn thế giới thì người ta không đẩy được. Đó là lý do tại sao mà họ mới mọc lên những cái công ty và những cái trung tâm ngữ chuyên về phần giảng dạy và phần Cambridge. Thì đối với bé Thanh Hà, đối với tuổi trẻ thành rau, hoặc là mình học từ từ, hoặc là mình phải đẩy các kỹ năng cho các bé thành phố năng khiếu, thì sau khi mà bên em trao đổi với bác cao ấy, quận 3, thì bên mình sẽ thông qua cái phần mà kỹ năng. Thì khi mà đẩy các kỹ năng thì mình sẽ có 3 bằng đầu tiên trong thiếu nhi là trong chương trình Cambridge. Nó có giá trị nhưng mà nó lại vô giá trị đối với cái phần sinh viên. Tại vì đối với 3 bằng này là 3 bằng là bước đệm đầu tiên của các bé thiếu nhi là lớp kia là tiểu học, rồi sau 3 cái bằng này cũng là từ cái bằng kép trở lên thì nó mới có giá trị để đi có lao động, hoặc là gọi là mình đi xin việc ở những cái chỗ mà bên quốc bên nước ngoài. Đối với khi mà bé thành đạt của mình vào lúc 18 tuổi hoặc là 19-20 tuổi thì hiện trạng anh em bằng thứ nhất mà bé thành đạt sẽ theo học là Stutters Cambridge. Bằng này độ tuổi đẩy bài là lớp 1, độ tuổi đúng để đẩy bằng này của nước Việt Nam mình là lớp 3. Do đó thì bé nào càng giỏi, càng có tài mà càng có cái năng khiếu tiếng Anh mà bên em tìm được thì bên em sẽ đẩy cái bằng bằng cái uy tín và cái chất lượng cái thị trường cho bên công ty SD của bên em. Thì lớp 1 đẩy tài Stutters, đúng tuổi là lớp 3 mà lấy Stutters. Sau khi mà lấy Stutters xong mình lên Movers, độ tuổi đẩy tài Movers là lớp 2, nhưng mà đúng lớp 4 của Việt Nam mình mới được cho lấy Movers. Và độ tuổi đẩy tài đài của Flyers là lớp 3, mà đúng lớp 5 thì bên Việt Nam mình mới cho lấy Flyers. Như vậy thì nó sẽ chuyển cái bước đi rất là nhiều. Tại vì hiện trạng là khi mình học tiếng Anh, mình đẩy được những cái văn bằng, cái văn bằng căn bản mà khi mình cứ việc mình đẩy, rồi sau đó mình sẽ đi khai thác những cái văn bằng quốc tế để mình có được cái con đường học vấn của mình nó rộng mở hơn. Thì hiện trạng là bé Thanh Hà bên em tiếp xúc và bên em biết được là bé đã tham gia những cái cuộc thi gọi là trên cho thiếu nhi của mình sử dụng óc sáng tạo, sử dụng cái tính cách năng nổ và tiềm thức. Thì đối với những cái điểm mạnh của bé cái tâm hồn thì bên em nắm được và nắm bắt được 60% trong tay là bé có thể đẩy bằng trước Stutters, Movers và Flyers. Sau khi mà bé tân hàng gọi là đi khai phá bằng ba bằng này mà chỉ trong 3 năm học tiếng Anh thì bé đã lên được cái bằng GATE. Bằng Cambridge được xem như là bằng quốc tế lao động phổ thông loại nhẹ, là mình đi quốc tế xuất khẩu lao động gì đó thứ hai cũng cần cái bằng cách nếu mà muốn làm trong nông trại, làm những công việc nhẹ trong nông trại, những cái công việc mà trong nhà máy xí nghiệp bên nước ngoài mà người ta cần cái lực lượng xuất khẩu lao động có tiếng Anh thì người ta đang cần cái bằng Cambridge này. Và khi mình nắm được tiếp những cái bằng của Cambridge là mình sẽ vững chủ trong cuộc đời và không bao giờ hết đâu. So với cái bằng IELTS trên thị trường chỉ có 2 năm hết, so với cái bằng TOEFL trên thị trường chỉ có 2 năm hết hạn, so với cái bằng TOEIC chỉ có 2 năm hết hạn. Nhưng mà nếu mà bé Thanh Hà của mình khi sau khi mà lấy tài được 3 bằng này trong 3 năm và bé lấy được cái bằng CAT mà đối với những cái sinh viên năm 3 đại học mới lấy được cái bằng CAT này, tại vì sinh viên năm 3 đại học cần cái bằng CAT này để nạp vào trường đại học, nếu mà họ không muốn lấy TOEIC 545 điểm là bằng TOEIC này thì hiện trạng nếu mà mình có bằng TOEIC thì mình có thể lúc ở trường đại học mình lấy cái bằng này ra mình không bị xâm phạm, thì người ta sẽ cần bằng TOEIC nhưng mà TOEIC chỉ có giá trị 2 năm hết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, TOEIC giống như là một cái tờ vé và nó khi mà cầm cái bằng TOEIC mà tiếng Anh ra mà cầm cái bằng TOEIC là giống như là đồ đi chứ không được xem vì bằng TOEIC là bút ảnh những cái tuyển dụng và những cái người mà khi học tiếng Anh và người ta nhìn vào các bằng TOEIC người ta chỉ nói một câu thôi, ấn lỗi thì chả có kiến thức gì cả. Tại vì bản thân TOEIC đã mất giá trị trong 10 năm nay rồi, nhưng mà nhà nước của mình vẫn sử cái bằng này được xem là bằng tiếng Anh chỗ nào ra để nạp vào trường đại học, nạp vào trường cao đẳng để lấy cái bằng cao đẳng ra, lấy cái bằng đại học ra, nhưng và không bị sang bằng là cái lý do TOEIC vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Thì khi mà bé mà thanh hà của mình lớp 6 mà lấy được có bằng GATE là phiên điểm ra TOEIC là đến 545 điểm TOEIC, là những bằng GATE thì mình học thật, mình thi thật đúng kỹ năng của mình, cái bằng nó thể hiện được cái kỹ năng tiếng Anh chứ không phải là cái dạng mà nhắm là bên em không có thể dạy từ đó.
thì so bằng test thì người bé bé mới lên cái bằng test Cambridge. Thì bằng test được xem như bằng một cái bằng bằng quốc tế xuất khẩu lao động đối với những cái vị trí mà sử dụng trí não, nhưng mà ở những cái vị trí cấp thấp trong nhà hàng khách sạn, trong những công ty doanh nghiệp, ví dụ như là tiếp tân, ví dụ như là giám sát viên, ví dụ như nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên ở cấp bậc nhân viên hoặc là ở cấp bậc cao hơn một chút xíu là giám sát. Và sau khi mình lấy được bằng test rồi thì bắt đầu mình mới lên bằng FCE. Thì bằng FCE là mình gọi là bằng B2, là mình gọi là cái bằng mà các bậc nhân viên đại diện giảng những tiếng Anh từ tiểu học cấp 1, cấp 2 và đại học đang rất rất cần ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là toàn quốc của mình. Thì có cái bằng B2 là mình đã được đi sẵn sàng rồi. Thì bằng B2 là bằng FCE cũng được xem như bằng quốc tế lao động kỹ thuật là ở bên nước ngoài, toàn cầu, toàn thế giới, nước nào cũng chấp nhận cái khung Cambridge FCE. Và khi đến được FCE rồi thì mình làm ở công ty, mình có thể nhảy ghế từ giám sát viên lên thành phó phòng và từ phó phòng lên thành trưởng phòng, và trưởng phòng cho một cái cấp bậc cao nhất của FCE. Tại vì FCE nó tương ứng với ai sẽ sáu trong phòng, tương ứng với trong phòng 109 điểm trên maximum điểm 120, và tương ứng với 875 điểm trên maximum 990 điểm. Sau khi mà bé cái hàng của mình mà đẩy tài sinh năng luyện này nọ với bên cháu mà đẩy được như thế này rồi, thì là lúc đó thì mình sẽ còn hai ngưỡng cửa cuối cùng của Cambridge mà tất cả mọi người khi học tiếng Anh người ta rất rất muốn để lấy, nhưng mà người ta không có lấy do là gia đình không có đầu tư cho việc học tiếng Anh từ trường còn nhỏ. Với sinh viên năm ba năm tư đại học mới được học tiếng Anh, và khi mà mình học tiếng Anh năm ba năm tư đại học thì mình lấy chỉ lấy được cái bằng IELTS thôi, hoặc là ngon nhất lấy được cái bằng TOEFL thôi, hoặc là bèo nhất là lấy được cái bằng TOEIC. Và khi mà năm tư đại học mới học tiếng Anh và so với các bé là lớp 6 hoặc là lớp 1, lớp 2 mà đã học tiếng Anh, thì khi mà mình lấy được cái bằng này, đó là lý do tại sao cần bằng IELTS, TOEFL và TOEIC rất cao trên thị trường nhưng mà vẫn thất nghiệp như thường. Thì vì cái khả năng nói tiếng Anh rất là hạn chế, hay là các bạn mà sinh viên năm tư hoặc học tiếng Anh là đang học tiếng Anh từ ngọn xuống chứ không có một cái gốc rễ nào hết. Do đó thì khi từ ngọn xuống và kỹ năng nghe nói đọc viết nó không thể hiện bằng thực sự cái con người của mình, thì khi mình cầm cái bằng nói cái bằng giống như là vứt đi vô giá trị, thì ở đây nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những cái bé học Cambridge từ nhỏ lên. Tại vì chuẩn Cambridge cái gốc rễ mà để mình học tiếng Anh, và khi mà thanh hà mà được đầu tư gốc rễ học tiếng Anh rồi thì bé đã lấy được Cambridge rồi, và khi bé lớn bé muốn thi IELTS, muốn thi TOEFL, bé muốn thi TOEIC, thì bằng nào cũng được. Thì khi mình học chuẩn tiếng Anh thì mình thi cái kỳ thi nào cũng được, chứ không phải là giống như hiện thì ở thị trường bây giờ tôi học tiếng Anh rồi tôi muốn thi IELTS, tôi phải học riêng cho bằng IELTS, thi IELTS được. Tôi muốn giao tiếp tiếng Anh tôi phải học riêng giao tiếp thì tôi mới giao tiếp lưu được. Không phải như thế. Cambridge là chuẩn nghe nó và biết bốn kỹ năng được đầu tư rất là chuẩn. Do đó nhỉ, khi học chuẩn, học từ rễ lên, xây từ rễ lên thì không bao giờ mà mất cái nền, không bao giờ mà thiếu được cái sự tư duy và sáng tạo. Mình không học là cung, mình không học thuộc lòng, mình không học phải. Còn bên em đang thể hiện cho cái chuyện mà sáng tư duy để các bé có thể viết luận từ bài văn 200 chữ lên 300 chữ lên đến maximum là 1.000 chữ theo cái quy chuẩn của quốc tế. Thì viết văn, viết luận văn du học nước ngoài, viết luận văn ở một năm để xin bỏ đi nước ngoài là 1.000 chữ hoặc là maximum là 2.500 chữ. Đầu năm và là sinh khoán Hoa Kỳ hàng năm nó tổ chức những cái chương trình đó. Thì Cambridge mà bé Thanh Hà lấy được FCE rồi thì bé Thanh Hà sẽ lên được một cái đỉnh cao được gọi là bằng C1, là bằng cao cấp thứ nhất, là CAE, được xem như là bằng cử nhân ngôn ngữ Anh toàn cầu, chứ không phải là giống như cái dạng cử nhân ngôn ngữ của Việt Nam mình. Việt Nam mình là đừng so sánh với cái bằng CAE này. CAE được chấp nhận toàn cầu cũng giống như cái FCE, và CAE đang mà gọi là đỉnh cao. Thì khi mà lấy được CAE được coi như là cử nhân ngôn ngữ Anh và đi đâu người ta cũng đã chọn vào mình có để phát triển những cái nghề diễn dạy riêng của mình và giảng dạy thiếu niên, thiếu niên, sinh viên, người lớn. Và khi mà cuối cùng nữa là bằng TPE tương ứng với cái chuyện mà gọi là thành phẩm lưu loát trong tiếng Anh là C2, và bằng này được gọi là thạc sĩ ngôn ngữ Anh toàn quốc. Thì đây là cái đỉnh cao cuối cùng của Cambridge. Khi mà mình khai thác cái đỉnh cao cuối cùng rồi thì bằng IELTS 9.0 không bằng CPE, bằng TOEFL cao nhất 120 điểm ở thị trường hiện nay không bằng được CPE.
còn có ít lắm 9.9 điểm thì phải, cũng không bằng CPA. Đó là lý do tại sao Cambridge đứng đầu từ xưa đến giờ, nhưng mà khi mọi người học chỉ muốn học được gọi là nhanh gọn lẹ lấy điểm, và lấy cái điểm đó để đối phó với cuộc đời của mình, thì khi mà mình đối phó như thế thì mình chỉ có lợi trước mắt hoàn toàn về sau. Còn khi mà mình xây dựng cái cội nguồn, cái gốc rễ mà từ rễ lên như thế này, thì cái chương trình học rất là chuẩn, từng bước đi gian nan thử thách, nhưng mà có một cách sẽ luyện cái tiếng Anh, cái ngôn ngữ tiếng Anh thành cái ngôn ngữ chính, là ngôn ngữ mẹ của mình. Do đó khi các bé học tiếng Anh quên hẳn mất luôn, từ từ quên mất đi cái tiếng Việt, muốn nói cái từ này trong tiếng Việt mà tự nhiên cái mình chỉ nhớ tiếng Anh thôi. Đó là cái biểu hiện đầu tiên của những bé mà gọi là đang phát triển kỹ năng tiếng Anh. Thì đây là toàn bộ cái khung chương trình mà bên em muốn thuyết trình và thông tin toàn thể quy trình của mình. Thì bây giờ bên em bắt đầu qua bên cái phần được gọi là phần giảng dạy. Thì khi mà giảng dạy, bên em sẽ sử dụng cái phương pháp được gọi là biểu tư duy, là tất cả giáo viên giảng dạy trên biểu đồ tư duy, chứ không dạy trên bảng bút và viết lên bảng theo kiểu truyền thống. Tại vì bút lên viết lên bảng thì cái khung của bảng rất là hạn chế, cái sự mà gọi là trình bày từ vựng nó không có theo một cái cấu trúc, mà không theo một cái quy trình, mà một từ nhỏ phát triển thành năm từ lớn phát triển mười mấy từ lớn hơn, còn mười mấy từ lớn phát triển thành những cái ý và nó vừa ra được gọi là biểu đồ tư duy trong tiếng Anh. Đây là một cái biểu đồ hiện tại mà bên em vừa mới dạy xong cho từ lớp, hiểu chưa? Và đây bên em cũng sử dụng cái biểu đồ này để trình bày về cái chi phí cho quý gia đình. Thì ở đây mình sẽ có cái phần được gọi là chi phí học. Bây giờ mình tham ở chi phí học của mình sẽ đóng như thế nào. Sử dụng biểu đồ thứ nhất, đối với cái chi phí mà học mà gọi là chi phí sẽ đóng theo là khóa 6 tháng, thì một tháng của mình sẽ là 1 triệu Việt Nam đồng trên một tháng, và bên em thu 6 tháng đối với một khóa này. Và khi thu 6 tháng thì mình sẽ tăng ca phụ đạo miễn phí trong tuần theo cái lịch rảnh của bé, theo cái lịch mà bên em đang bên em, thì mình sẽ có là 3 ca chính và 2 ca phụ đạo. Và một ca thì cái khối lượng một ca của mình là sẽ có là 1 tiếng rưỡi trong vòng một ca. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mà mình tham gia cái khóa mà gọi là chi phí 10 tháng thứ nhất, mình sẽ được 2 tháng học miễn phí sau khóa 10 tháng. Thứ hai, miễn phí thi bằng Cambridge, bên em đầu tư cho miễn phí thi bằng Cambridge. Và thứ ba, phụ đạo miễn phí. Thứ tư, khi xuất hiện thiên tai dịch bệnh thì bên em bảo hành cho đến khi hết thiên tai dịch bệnh, rồi sau đó mới giải quyết cái chi phí của mình. Có nghĩa là khi mà thiên tai xảy ra, ví dụ mà học mình đóng 10 tháng đi mà mình mới học 6 tháng mà đùng một cái thiên tai xảy ra, thì mình nên bảo lưu lại cái 6 tháng đó, bảo lưu lại 4 tháng còn lại, mình 6 tháng rồi thiên tai xảy ra, mình nên bảo lưu lại 4 tháng còn lại. Thì cái lúc mà thiên tai dịch bệnh xảy ra, mình nên trước giờ không bao giờ nghĩ tới, tại vì mình rất phát triển một cái phần mềm online, thì các bé vẫn học online ở nhà và mỗi ngày học online để có thu âm và gửi ngược lại cho các bé. Thì trong cái số của thiên tai dịch bệnh kéo dài ví dụ 1 năm trời nên là như thế nào đi, anh em vẫn phụ đạo miễn phí, không phát sinh chi phí gì cả. Và sau khi thiên tai và dịch bệnh gọi là hết rồi và đóng chốt không còn xảy ra nữa, thì anh em mới bắt đầu chạy tiếp tục cái chi phí của 4 tháng còn lại, là đối với cái khóa mà khi mà mình thu hiện được chi phí là 10 tháng như thế này. Và khi mà học thì cứ 1 năm thì mình sẽ đẩy được một văn bằng, 1 năm là tương ứng với một văn bằng Cambridge, một văn bằng Cambridge. Và khi học như thế này thì mình có những cái hình thức mà báo cáo thứ nhất là bên em sẽ gửi video thuyết trình của bé hàng cuối tuần. Và báo cáo thứ hai, bên em sẽ gửi về những cái bài tiểu luận, có nghĩa là những cái bài văn của bé viết về gia đình, gọi là vào cuối tuần luôn. Thì đây là toàn bộ cái chương trình mà của bên em đang thiết kế cho tất cả mọi người, từ thiếu niên đến sinh viên và đến người lớn, và đang muốn có nhu cầu để đi xuất khẩu lao động hoặc là đi du học ở Canada, ở Úc, ở Hà Lan. Thì hiện tại bây giờ là bé Thanh Hà của mình đã có năng khiếu về cái sự hoạt ngôn và có cái sự tự tin vào bản thân và tính rất là năng nổ. Đây là một cái nền tảng để phát triển
cái vốn liếng ngôn ngữ của bé trong tiếng Anh. Và đây cũng là một cái thế mạnh của bé để bé bộc phá bản thân nhiều hơn và mình có thể tìm được cái tài năng của mình trong trong ngành ngôn ngữ học, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, và khi mà bé Thanh Hà học thì bé Thanh Hà gọi là hãy nghiêm túc theo học giáo viên, và giáo viên ở bên ESC là bên công ty phát triển kỹ năng Anh ngữ không đánh không la, nhưng mà song song đó khi mình làm sai, khi mình không làm bài, sẽ có một số cái hình thức kỷ luật của riêng của trường ESD, của công ty ESD. Do đó Thanh Hà hãy tự tin vào bản thân và hãy nghĩ rằng là khi mình học, khi mình làm sai thì mình sẽ phải theo những cái luật lệ để mình tốt hơn, chứ không phải là vì những cái luật lệ mà phạt mình như thế này, phạt mình như thế kia, mà mình sợ tại vì cái mẫu của mình sẽ làm cho mình mất rất là nhiều thời gian và giết chết đi cái tài năng, cái kỹ năng mình đang có trong người của mình rất là quý. Thì đây là toàn bộ những gì mà teacher cần chia sẻ với Thanh Hà, và đây là toàn bộ những gì con em cần chia sẻ với quý gia đình. Con xin cảm ơn quý gia đình rất nhiều khi tham ok những cái chương trình học thiếu nhi ở bên công ty phát triển kỹ năng Anh ngữ của bên em, và bên em đang kinh doanh theo hình thức gọi là giảng dạy online và cung cấp những cái khóa học cho những cái anh chị và những cái cô chú đang muốn đi xuất khẩu lao động từ xưa đến giờ. Và đối với những các bé thiếu nhi thì để bài các kỹ năng rất là nhiều, và bên em kết hợp với là thi, thứ nhất là thi bằng thật ở hội đồng Anh, thứ hai là thi những cái bằng Cambridge ở lãnh sứ quán Hoa Kỳ, và thứ ba là thi được tổ chức tại sở giáo dục đào tạo Hồ Chí Minh của mình, chứ bên trung tâm bên công ty không giống như những cái chỗ đại trà khác tự tổ chức thi, tự động cấp những cái giấy chứng nhận dạng. Và những cái giấy chứng nhận đó là chỉ có thành trong cái trung tâm đó, và khi mà cầm cái những cái giấy chứng nhận mà kia học sinh xuất sắc hoàn thành các học đó, nó không có cái giá trị mà đi ra ngoài, thì bọn em không có làm cái đó. Bọn em chỉ là học thôi, thi thật ở sở dục của mình hoặc lãnh sứ quán Hoa Kỳ hoặc hội đồng Anh. Đây là ba chỗ mà bọn em đang đầu tư để đạt các học kỳ GT vào trong 4 năm nay đọc rồi. Từ đó nên là quan hệ thông tin bọn em muốn gửi cảm ơn quý gia đình. Và quý gia đình hãy cập nhật cho bên em là khi nào bé Thanh Hà có thể triển khai học, tại vì bên em sẽ bắt đầu gọi là sắp xếp lớp cho bé để cho bé tham gia vào cái một tuần đầu tiên, và trong một tuần đó thì bên em không tính phí, và cũng trong tuần đó bên em sẽ lên viện phí và thu chi phí của quý gia đình để cho mình có một cái khóa học như mình mong đợi và như những cái gì mà chương trình thiết kế riêng cho các bạn. Bên em đại diện công ty phát triển kỹ năng Anh ngữ ESD English Skills Development xin cảm ơn quý gia đình rất là nhiều. Chúc quý gia đình một buổi tối tốt lành. Thank you so much and have a nice day and see you. Thanks. Goodbye.